Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã ghé đến kênh Nanny Official của mình nha. Bữa giờ thời tiết mưa nắng thất thường, ở ngoài trời thì se lạnh, bên trong có nồi lẩu Thái húp là đã gì đâu luôn. Cùng vào bếp làm chung với mình nha các bạn. Trước tiên chúng ta sẽ bắt một nồi nước lên, bật lửa, lấy ba cây sả đi đập dập rồi mình cắt sả ra làm đôi bỏ vào nồi, cho thêm một cục xương vào nấu để cho nước nó ngọt. Nêm nếm muối, đường, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm sao cho vừa khẩu vị gia đình của mình dùng là được nha. Cuối cùng nguyên liệu không thể thiếu đó là nước sốt lẩu Thái của Cholimet. Vì nấu nồi nước hơi nhiều, còn hơn nửa chai sốt mình cho hết vào luôn cho vị nó đậm đà. Khuấy đều tất cả hỗn hợp lên, để khi nào nó sôi thì mình nêm nếm gia vị lại một lần nữa cho vừa khẩu vị gia đình của mình dùng. Cho thêm một chút xíu bột ớt cho nước lẩu the the sẽ ngon hơn. Cuối cùng là mình sẽ cho cà chua vào. Đợi nó sôi lên thì mình tắt bếp. Bình ga mini của mình đã hết nhưng mà không có đi đổi được. Hôm sau nhà mình còn cái nồi điện nên mẹ mình xớt bớt nước lẩu ra bỏ vô nồi. Đây là tất cả nguyên liệu dùng để ăn lẩu hôm nay của gia đình mình. Rau thì mẹ mình mua được bạc hà, đậu bắp, rau muống, rau ôm ngò gai. Cắt nhỏ ra để chút xíu bỏ vào nước lẩu. Nhưng mà Sukana là mình không biết ăn rau. Hôm sau mẹ mình đi chợ mua được mấy ký bún, một mớ tôm với lại ít cá diêu hồng. Ở nhà còn một ít thịt bò tái và mấy viên bò diên gân nên cắt bỏ vào trong lẩu ăn luôn. Mình cho cá diêu hồng, tôm và bò diên vào nồi nấu cho nó sôi thiệt là sôi. Sau đó mình mới cho rau ôm ngò gai và những cái rau khác vào. Để nắp lại nấu cho nó sôi một lần nữa rồi bắt đầu thưởng thức thôi. Bò tái thì các bạn ăn đến đâu thì mới nhúng đến đó thì thịt bò của mình nó mới mềm. Còn nếu mà các bạn bỏ hết vào nồi lẩu luôn một lần á thì thịt bò của mình nó dai nhách ăn không có ngon đâu nè. Chúc các bạn làm thành công và nhớ là đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.